Chào các bạn, trào lưu iPhone 6 lock đang gây sốt trên thị trường với mức giá vô cùng hấp dẫn. Bản máy mới 100% màu vàng champagne giá chỉ 10.490.000, thấp hơn rất nhiều so với bản chính hãng hay quốc tế. Vì vậy mà rất nhiều bạn đang đổ xô tìm mua siêu phẩm này thời gian gần đây. Ở di động thông minh thì đây cũng là một trong những thiết bị bán chạy nhất với ưu thế về giá, khuyến mại, chế độ bảo hành cũng như kinh nghiệm bề dày nhiều năm phân phối các sản phẩm iPhone lock. Và để trả lời câu hỏi của các bạn đó là mua iPhone 6 lock ở đâu uy tín, đi review xin tư vấn cho các bạn những lý do đi mua sản phẩm này tại một trong những hệ thống uy tín như di động thông minh. Lý do đầu tiên chính là di động thông minh là một trong những đơn vị có kinh nghiệm bán sản phẩm iPhone lock lâu năm, có đội ngũ kỹ thuật và nhân viên tư vấn chất lượng. Đây là một trong những lý do mà đôi khi người dùng trước khi mua iPhone 6 lock thường không để ý, đó chính là tìm hiểu những thông tin về hệ thống uy tín phân phối sản phẩm này. Với những hệ thống có kinh nghiệm thì các bạn sẽ yên tâm nhất về chất lượng nguồn gốc của sản phẩm. Ở di động thông minh thì tất cả những sản phẩm iPhone 6 lock đều được đảm bảo ở tất cả các khâu như nguồn hàng, máy đều được test cẩn thận những tính năng trước khi bán ra. Ngoài ra thì ở khâu bán hàng, tư vấn các nhân viên đều luôn cởi mở, thân thiện. Với vốn kiến thức sâu rộng và được đào tạo bài bản sẽ cung cấp những thông tin cũng như tư vấn chính xác phù hợp nhất với nhu cầu và túi tiền của người dùng. Ngoài ra thì đến với cửa hàng, các bạn cũng có thể thoải mái lựa chọn và xem các sản phẩm ưng ý nhất. Bên cạnh đó thì đội ngũ kỹ thuật luôn cập nhật kho ứng dụng phần mềm iOS mới, game ứng dụng bản quyền để cài đặt cho khách hàng, cũng như cập nhật phích lỗi hoàn chỉnh sau khi jailbreak để các bạn có thể sử dụng chiếc iPhone 6 lock ổn định như bản quốc tế trên nền tảng iOS 8.4. Và những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ này nhưng sẽ giúp được người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi mua. Lý do thứ hai đó chính là di động thông minh cam kết chỉ bán máy nguyên bản từ Nhật, phụ kiện sạc cáp tai nghe chính hãng kèm theo máy. Lý do này cũng quan trọng không kém, không ít người dùng đã gặp phải tình trạng tiền mất tật mang khi chọn những hệ thống không uy tín để mua hàng, không đảm bảo chất lượng, máy phát sinh lỗi sau quá trình sử dụng. Ở di động thông minh thì tất cả những sản phẩm iPhone 6 lock đều được cam kết về nguồn gốc, máy nguyên bản nhập trực tiếp từ Nhật và tuyệt đối không phải máy sửa chữa mông má lại để bán máy mới. Hơn nữa thì tất cả máy nhập về đều full box phụ kiện trùng email và đây đều là những máy mới 100% nên phụ kiện đi kèm cũng đều là phụ kiện zin chính hãng. Từ sạc, cáp, tai nghe đều là phụ kiện bóc máy đảm bảo chất lượng 100% theo tiêu chuẩn của Apple. Khi mua hàng thì các bạn sẽ được nhân viên tư vấn cách hướng dẫn để phân biệt phụ kiện Apple chuẩn và phụ kiện fake để có thể sử dụng yên tâm nhất. Và di động thông minh cũng là một hệ thống dám cam kết nếu phụ kiện không zin sẽ tặng ngay một sản phẩm iPhone 6 lock. Lý do thứ ba đó chính là khi mua sản phẩm ở di động thông minh, sau một thời gian sử dụng, các bạn có thể bán lại để nâng đời với mức mua lại với giá hợp lý và được hỗ trợ khi mua các máy tiếp theo. Nắm bắt được tâm lý sau khi mua sản phẩm thì người dùng luôn muốn nâng đời máy. Với chính sách này thì di động thông minh sẽ chính là đơn vị hỗ trợ nhập lại những sản phẩm của các bạn nếu những chiếc iPhone 6 lock của các bạn vẫn đảm bảo về hình thức, tính năng hoạt động ổn định. Có nghĩa là sau này nếu các bạn muốn mua một sản phẩm khác thì sẽ không cần mất công do bán trên mạng, rất dễ gặp tình trạng lừa đảo. Di động thông minh sẽ hỗ trợ về giá tốt nhất khi nhập lại máy và hơn cả sẽ là hỗ trợ cho các bạn khi mua những sản phẩm tiếp theo như được giảm giá, khuyến mại với nhiều ưu đãi tốt nhất. Lý do thứ tư, di động thông minh có chế độ bảo hành tốt, một đổi một trong vòng 15 ngày. Thời gian bảo hành cam kết không quá 15 ngày và nếu quá 15 ngày khách hàng sẽ được đổi máy tương đương. Về bảo hành có lẽ luôn là điều mà người dùng quan tâm khi lựa chọn một sản phẩm. Với iPhone 6 lock mới mặc dù các bạn có thể check còn bảo hành của Apple nhưng do là hàng sách tay nên nó sẽ được bảo hành trực tiếp ở cửa hàng. Nên những hệ thống uy tín như di động thông minh với chính sách bảo hành dài lâu để các bạn có thể yên tâm nhất. Tất cả những sản phẩm iPhone 6 lock Nhật mới thì đều được bảo hành phần cứng 1 năm. Cài đặt hỗ trợ về phần mềm chọn đời máy, chế độ 1 đổi 1 lên tới 15 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Và đặc biệt thời gian bảo hành cam kết đó là không quá 15 ngày. Nếu quá khoảng thời gian này thì khách hàng sẽ được đổi máy với giá trị tương đương. Ở nhiều cửa hàng có thể để với mức giá rất thấp nhưng chế độ bảo hành lại không được đảm bảo. Hay thời gian bảo hành đổi mới rất ngắn. Một số trường hợp thì máy có lỗi có thể tìm mọi lý do để từ chối bảo hành. Và với chế độ bảo hành tại di động thông minh thì các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin để mua hàng. Lý do thứ năm đó là giá và khuyến mại của di động thông minh luôn tốt và hấp dẫn nhất đối với những sản phẩm iPhone 6 lock. Những sản phẩm này được phân chia chất lượng hàng hóa rõ ràng, không mập mờ và khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, không phải bỏ thêm các khoản chi phí khác khi đi mua hàng. Đây là điều mà rất nhiều khách hàng gặp phải, đó là tình trạng xem thông tin nhiều website giá một đằng nhưng đến khi xem hàng chất lượng lại hoàn toàn khác. Thông thường thì nhiều hệ thống sẽ có nhiều chiêu trò như để giá chung chung, sao cho hấp dẫn và rẻ nhất. Có thể không phải là máy mới hay không tặng kèm phụ kiện, hoặc là có thể thời gian bảo hành ngắn để hút khách. Còn ở di động thông minh, tất cả những thông tin đều rõ ràng trên website, giá niêm yết, màu sắc, phụ kiện, bảo hành, khuyến mại đều được ghi rõ cụ thể. Máy mới, máy cũ sẽ có giá khác nhau để tránh nhầm lẫn cho khách hàng. Hiện với iPhone 6 lock thì khi đi mua các bạn sẽ được tặng kèm rất nhiều khuyến mại như tặng SIM ghép phích lỗi hoàn chỉnh, tặng ốp lưng thời trang, giá màn hình, tặng que chọc SIM cũng như hỗ trợ tạo tài khoản Apple ID, cài đặt ứng dụng bản quyền miễn phí. Và lý do cuối cùng đó chính là di động thông minh là một trong những hệ thống hỗ trợ các hình thức thanh toán nhanh chóng, đa dạng, linh hoạt nhất cho người dùng. Khi mua iPhone 6 lock thì các bạn có thể qua trực tiếp những showroom của di động thông minh trên toàn quốc cả 3 miền. Hệ thống sẽ hỗ trợ các bạn thanh toán qua tiền mặt, quẹt thẻ ATM, Visa hoặc các bạn cũng có thể đặt mua online nhanh chóng. Được tư vấn kỹ càng về hình thức sản phẩm, cách thanh toán, ship hàng. Và với sản phẩm này thì các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển. Hay nếu bạn nào còn đang phân vân khi chưa đủ tiền thì có thể chọn hình thức trả góp.
với xét duyệt đơn giản, nhanh chóng tại Rượu Thông Minh. Như vậy trên đây là tất cả những lý do mình muốn tư vấn cho các bạn nên chọn mua iPhone 6 lock tại Rượu Thông Minh. Với trên 3 năm phát triển thì Di Động Thông Minh đã trở thành một hệ thống phân phối uy tín các sản phẩm sách tay chính hãng nói chung hay những sản phẩm iPhone 6 lock nói riêng mà các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.